ngồi xuống. Kể các bạn cấp 2, khi nào cô hô đứng lên thì các con cũng nói đứng lên. Cô hô ngồi xuống, các con nói ngồi xuống, ngồi xuống. Không được để tiếng ghế kêu, không được để tiếng ghế kêu. Và đứng lên ngồi xuống, nếu cô nói đứng lên mà con ngồi xuống là con sẽ bị phạt. Nhớ chưa nào, tất cả chuẩn bị, ngồi nghe nhắn nào. Đâu, tất cả mời các con cũng nói to theo cô nha. Đứng lên. Nói to, cả cấp 1, cấp 2 đều nói to. Ngồi xuống. Rồi, bây giờ cô nói đứng lên là trời ta mà ngồi xuống là đất ta nhá. Trời ta. Cô nói là trời ta, các con nói là ta đứng, nhớ chưa? Cô nói lại này, trời ta. Rồi, cô nói đất ta, các con nói là ta ngồi. Đất ta. À ba ơi, trời ta. Trời ta. Một trò chơi, sau đó sẽ đến với một câu hỏi của cô giáo ạ. Vâng ạ, vâng, vâng. À, tất cả các con chú ý này, nhìn vào cô này. Các con nhìn thấy cô chưa? Tất cả các con ngồi xuống. Kể các bạn cấp 2, khi nào cô hô đứng lên thì các con cũng nói đứng lên. Cô hô ngồi xuống, các con nói ngồi xuống, ngồi xuống. Không được để tiếng ghế kêu, không được để tiếng ghế kêu. Và đứng lên ngồi xuống, nếu cô nói đứng lên mà con ngồi xuống là con sẽ bị phạt. Nhớ chưa nào, tất cả chuẩn bị, ngồi nghe nhắn nào. Đâu, tất cả mời các con cũng nói to theo cô nha. Đứng lên. Nói to, cả cấp 1, cấp 2 đều nói to. Ngồi xuống. Rồi, bây giờ cô nói đứng lên là trời ta mà ngồi xuống là đất ta nhá. Trời ta. Cô nói là trời ta, các con nói là ta đứng, nhớ chưa? Cô nói lại này, trời ta. Rồi, cô nói đất ta, các con nói là ta ngồi. Đất ta. À ba ơi, trời ta. Trời ta. Các bạn ngồi à, đất ta. Thật nhanh này, các bạn nhìn giúp tôi xem cấp 2 các bạn làm sai không? À, có hai bạn học sinh cái đang đứng kìa. Học xin lỗi, anh thì lắm. Có tâm sự với ý Nhi nói là từ trước đến giờ cô học sinh phát biểu phải đến gọi từng em lên, không ngờ lúc đầu thì mời mãi cô lên và sau đó các em thi nhau xếp hàng và bây giờ các câu hỏi rất là nhiều, nhưng vì do là một là thời gian, hai nữa là trời lại lạnh hơn ạ, và cái khoảng cách các con đi học còn về nhà cũng lại là khá xa, cho nên con muốn ngay bây giờ sẽ có các cô giáo, vì các cô giáo hôm nay rất nhiều cô giáo muốn hỏi A3. Nhưng vì thời tiết ra nó cũng là muốn nhường lại cho các con học sinh. Bây giờ xin mời một cô giáo đại diện cho cô giáo lên mà hỏi. Tôi xin chào tất cả. Tôi được biết là tác giả không những là viết sách rất là hay mà lại còn là một doanh nhân rất là thành đạt. Tác giả có nhìn thấy cái công trường máy bằng của trường chúng tôi không ạ? Tác giả có nhìn thấy không ạ? Các bạn có nhìn thấy trường máy bằng của chúng tôi đã được xây dựng cách đây khoảng gần 40 năm rồi đấy ạ. Chúng tôi đang muốn là cái trường đã xây dựng rất được lâu rồi, muốn là có một cái ngôi trường mới cho các em học tập, nhưng mà kinh phí nó rất là hạn hẹp. Nghe nói là tác giả là một doanh nhân rất là thành đạt và giàu có, thì tác giả liệu có thể tài trợ cho trường chúng tôi được không ạ? A3 sẽ sẵn sàng tài trợ về tri thức, về trí thấy đúng không ạ? Và tình thương, trí thấy tình thương chắc chắn là như thế đấy cô giáo ạ. Không nhận được, nếu nhà trường biết sử dụng cái tên của tác giả thì nhà trường sẽ như tiền xây xây. Vâng. Đấy, mình tác giả mất rồi đấy. Biết sử dụng tên của tác giả thì chứ có nhà trường giữ tiền để xây được. Cái đó là bí quyết ạ. Rơi những người quyết định cho thầy. Cái đó thật, và cái đó là tăng nhiều thật. Vâng ạ, tôi xin cảm ơn tác giả. Vâng, xin chào ông. Để bác A3. Cháu là Quân, Lê Hồng Quân, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thanh Nguyên. Chào bác, và rất vui được giao lưu với bác. Và công việc mà là nhà quản lý giáo dục thì có rất là nhiều điều mà băn khoăn,
rất nhiều điều băn khoăn. À, thế và có một cái điều băn khoăn lớn nhất bây giờ đấy, thì mà hầu như là anh em cán bộ giáo viên đều rất là băn khoăn, đó là cái thực tế giáo dục của mình với lại thì gắn liền với cái cuộc sống thì nó chưa có một cái sự thông suốt cao, chưa có một sự thông suốt cao. Thứ hai là với trẻ em bây giờ thì được học nhưng mà các em nó học rất là nhiều, được học nhưng học rất là nhiều, mà học rất là nhiều nhưng mà nó gắn với lại cái cuộc sống đời thường, nó gắn với công việc, nó gắn với kỹ năng thì nó lại rất là ít. Thì xin bác Ama có thể mở ra một chút cái định hướng để anh em cán bộ giáo viên có thể là có thêm một chút kinh nghiệm để mà gắn với cái việc dạy học của mình cho nó thực tế hơn, hiệu quả hơn. Bây giờ tôi sẽ cùng với cái đội ngũ trợ lý của tôi suy tư về cái câu hỏi, về cái yêu cầu của vụ trưởng, về yêu cầu của vụ trưởng cụ thể của đội ngũ tập của mình. Công việc mà là nhà quản lý giáo dục thì có rất là nhiều điều băn khoăn, rất nhiều điều băn khoăn. À, thế và có một cái điều băn khoăn lớn nhất bây giờ đấy, thì mà hầu như là anh em cán bộ giáo viên đều rất là băn khoăn, đó là cái thực tế giáo dục của mình với lại thì gắn liền với cái cuộc sống thì nó chưa có một cái sự thông suốt cao, chưa có một sự thông suốt cao. Thứ hai là với trẻ em bây giờ thì được học nhưng mà các em nó học rất là nhiều, được học nhưng học rất là nhiều, mà học rất là nhiều nhưng mà nó gắn với lại cái cuộc sống đời thường, nó gắn với công việc, nó gắn với kỹ năng thì nó lại rất là ít. Thì xin bác Ama có thể mở ra một chút cái định hướng để anh em cán bộ giáo viên có thể là có thêm một chút kinh nghiệm để mà gắn với cái việc dạy học của mình cho nó thực tế hơn, hiệu quả hơn. Bây giờ tôi sẽ cùng với cái đội ngũ trợ lý của tôi suy tư về cái câu hỏi, về cái yêu cầu của vụ trưởng, về yêu cầu của vụ trưởng cụ thể của đội ngũ tập của mình, làm sao để giúp tôi quý vị có cái lối ra, tìm ra một cái lối ra mà làm sao để giúp tôi quý vị có cái lối ra, tìm ra một cái lối ra mà thảo luận để tìm cái lối ra cùng phương cho các cháu. Cái quý vị của tôi thì là cũng như thế, cũng vì cái này là quý vị vì cái tầm nhìn ở trong cái địa phương của mình, ở trong tỉnh và trong quốc gia, còn tôi có thảo luận để tìm cái lối ra cùng phương cho các cháu. Cái quý vị của tôi thì là cũng như thế, cũng vì cái này là quý vị vì cái tầm nhìn ở trong cái địa phương của mình, ở trong tỉnh và trong quốc gia, còn tôi có cái tầm nhìn cái sự và tầm nhìn cái sự lớn nhất của thế giới, của nước, của quốc gia, của châu lục, của đất nước của chúng ta, vân vân. Không phải là cải tổ lớn nhất, không có cải tổ đâu. Cho nên tôi cũng rất mừng là đất nước chúng ta có chủ trương cải tổ giáo dục và thế giới cũng có cải tổ giáo dục, nhưng mà mừng thì mừng như vậy, nhưng mà tôi cũng biết là
chúng ta phải tìm hướng mắt khác. Và cái việc mà tìm hướng mắt khác đó là cái thâm nguyện của những cuộc thế giới, của quốc, của quốc gia, của châu lục, của quốc quốc của chúng ta, vân vân. Không phải là cải tổ những gì không có lợi tốt đâu. Cho nên tôi cũng rất mừng là đất nước chúng ta có chủ trương cải tổ nhiều và thế giới cũng có cải tổ nhiều, nhưng mà mừng thì mừng như vậy, nhưng mà tôi cũng biết là chúng ta phải tìm hướng mắt khác. Và cái việc mà tìm hướng mắt khác đó là cái thầm nguyện của thì tôi vẫn thấy rằng dù trong cải tổ cái gì đi nữa thì tôi cũng thấy rằng chưa phải là lối thoát của tôi, chưa phải lối thoát. Cho nên do đó trên đây cái ưu tiên của tôi là phải tìm cho rằng lối thoát riêng, một lối thoát ấy từng thành viên trong gia đình, từng cháu, từng tuổi trẻ, từng cháu sinh viên đó, từng cháu sinh viên phải hiểu cái này, các thầy cô phải hiểu cái này và giúp nhau để tự mình thoát ra cái lỗng kềm gọi là hiệu quả giáo dục không cao hoặc không giải quyết được cái vấn đề quốc tế. Đây là cái điều tôi hiện nay rất quyết tâm, và thứ nhất là tôi cố gắng trong cái tháng này và tháng tới tôi sẽ hoàn thành cái tác phẩm của sinh viên Việt Nam là tự mình tìm ra lối thoát của mình. Mặc dù cứ vào đại học, cứ ngồi trong đại học, nhưng phải có tư tưởng và con đường, có cách nhìn để tự mình thoát ra, chứ không có thể ngồi đó dựa vào chủ trương học cùng lối, như là dựa vào cái nội dung học tập, cũng như dựa vào phương pháp giảng dạy các giáo sư, các giảng viên, cũng như là dựa vào vấn đề giải quyết công ăn việc làm của các hạng sử dụng mà phải tìm cái lối thoát của học tập. Đây là cái điều tôi được làm. Và riêng về cái hệ thống trung học thì tôi rất tin là dứt khoát là tôi sẽ có con đường giúp cho trung học sẽ có lương tâm cho các cháu, và các cháu sẽ sau khi học tới lớp 9 rồi làm sao mấy cháu hoàn toàn tự tin rằng cuộc đời này nó không bao giờ lo lắng. Cho đến khi nó đến xong lớp 9 thì nó tự kết luận là nó sẽ không bao giờ lo lắng về việc làm trong cuộc thế giới của mình. Đó là thầm mộng của tôi. Tôi tin rằng tôi sẽ giúp được. Thêm một câu hỏi nữa, xin hỏi ông Ava và hỏi nhanh một chút thôi. Các cháu học sinh ở Việt Nam ấy thì đi thi học sinh giỏi toán lý hóa quốc tế thì kết quả rất là tốt. Thế nhưng mà khi mà các cháu được đi học thì hầu như là các cháu không quay trở lại để về phục vụ đất nước. Thế thì cái việc này nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến các cháu hiện tại đang học ở nhà trường hiện nay, nói ở Thái Nguyên nói riêng và ở nước Việt Nam nói chung. Thì qua sách báo, qua phương tiện thông tin đại chúng thì các cháu được biết rất là nhiều. Thế thì ông có thể trả lời rất là ngắn gọn để giải tỏa cái thắc mắc này của các cháu. Khi mà các bạn trẻ mà có dịp đi qua Mỹ, đi qua Anh, đi qua các nước châu Âu rồi thì chúng ta phải chấp nhận cái thừa nhận của sự của thế này nó khác quá, nó tới một cái thế giới nó hoàn toàn khác lắm, khác xa. Và các cháu nó buồn, nó quê hương, nó nhớ về quê hương, muốn nó có quê hương, nó cũng thấy được là không phải là không nhớ quê hương đâu, không phải là không có thiệt quê hương đâu, nhưng mà nó thấy được là nó không thể làm được, chưa thể làm là nó bây giờ phải kiếm cơm, phải kiếm quần áo, phải kiếm nhà cửa, phải kiếm cuộc sống cho riêng mình, không á, thì nó phải tìm cách trong vùng ngại. Cho nên vấn đề ở lại hay ra đi về lý tưởng thì chắc có lẽ là tôi cho là chưa phải là cái lúc
mà chúng ta buộc cái tuổi trẻ nó phải giữ cái vấn đề này. Cái vấn đề lý tưởng của nó thì nó tự nguyện, chứ còn bây giờ mà nếu nó tự nguyện thì nó cũng chưa chắc nó đã làm được vấn đề gì đâu. Nếu nó tự nguyện nó trở về cái chắc nó làm vấn đề gì đâu. Cho nên cái vấn đề này là một thực tế này, chúng ta phải chấp nhận cái giai đoạn lịch sử của dân tộc chúng ta. Để chúng ta nhìn thấy một cái giai đoạn lịch sử của dân tộc thì chúng ta phải chấp nhận. Nhưng mà đừng có bao giờ bi đích bi quan, rồi dân tộc chúng ta sẽ có những bước tiến, có những bước tiến dần dần, có những bước tiến nó sẽ lộ rõ hơn, lộ tốt hơn. Và dùng cái quá bi quan về cái việc các cháu nó ở lại cũng không có cần thiết bi quan như vậy. Nhưng mà tôi vẫn tin rằng cháu nào cũng có tâm hồn của mình, các vị đừng có quá bi quan về cái việc đó, không sao cả đâu, cứ yên tâm nhé. Và trước khi kết thúc thì có một cái lời đề nghị cho bác Ava là ở quê hương của cháu hiện nay là một những nơi mà có phong trào giáo dục có thể nói là so với mặt bằng chung là thấp và quê hương rất là nghèo. Thế nhưng mà các em học sinh ở đây thì rất là khát sách và khát chữ. Thì có thể đề nghị với lại bác Ava là sẽ bố trí giúp cho chúng cháu một cái buổi khác để chúng cháu tiếp tục được giao lưu với lại bác, được các em học trò nó tiếp tục được tiếp cận với bác ở trong cái khuôn khổ của nhà trường. Và nếu được thì chúng cháu sẽ bố trí thời gian và chúng cháu sẽ tự lấy địa chỉ chúng cháu liên lạc và chúng cháu sẽ đưa lên máy chiếu hình ảnh của bác nói chuyện với lại học trò của Thái Nguyên. Nói đầu tiên hội trưởng là nên có một số cái cuộc giao lưu mang tính chất chính sách cộng đồng lớn trên mạng internet với tôi và cho các cháu, cho có hình ảnh các cháu đưa lên tiếng nói các cháu. Thì tôi vẫn thấy là dù trong trải cổ cũng gì đi nữa thì tôi cũng thấy là chưa phải là đúng quá rồi, chưa phải đúng. Cho nên do đó cho nên cái ưu tiên của tôi là phải tìm cho ra một lối thoát riêng. Một lối thoát ấy, từng thành viên trong gia đình, từng cháu, từng tuổi trẻ, từng cháu sinh viên, từng cháu sinh viên phải hiểu cái này, các thầy cô phải hiểu cái này và giúp nhau để tự mình thoát ra cái lỗi của kèm gọi là hiệu quả giáo dục không cao và không giải quyết được cái vấn đề của tôi. Đây là cái điều tôi hiện nay tôi rất quyết tâm và thứ nhất là tôi cố gắng trong cái tháng này và tháng tới tôi sẽ hoàn thành cái tác phẩm của sinh viên Việt Nam là tự mình tìm ra lối thoát của mình. Mặc dù cứ vào đại học, cứ ngồi trong đại học nhưng phải có tư tưởng và con đường, có cách nhìn để tự mình thoát ra chứ không có thể ngồi ở dựa vào chủ trương học cường lối như là dựa vào cái nội dung học tập cũng như dựa vào phương pháp giảng dạy các giáo sư, các giảng viên cũng như là dựa vào vấn đề giải quyết công ăn việc làm của các hạn số thương mại để tìm cái lối thoát của đây là cái điều tôi và liên về cái hệ thống trung học thì tôi rất tin là giúp mắt là tôi sẽ có con đường giúp cho trung học sẽ có lối thoát của các cháu và các cháu sẽ sau khi học tới lớp 10, tới lớp 9 rồi, học tới lớp 9 rồi làm sao mấy cháu hoàn toàn tự tin rằng cuộc đời này nó không bao giờ lo lắng cho đến khi nó đến xong lớp 9 thì nó tự kết luận là nó sẽ không bao giờ lo lắng về cuộc đời trong cuộc thế giới của mình. Đó là tâm nguyện của tôi tin rằng tôi giúp được. Thêm một câu hỏi nữa, xin hỏi ông Ava và hỏi nhanh một chút thôi. Các cháu học sinh ở Việt Nam ấy thì đi thi học sinh giỏi toán lý hóa quốc tế thì kết quả rất là tốt. Thế nhưng mà khi mà các cháu được đi học thì
hầu như là các cháu không quay trở lại để về phục vụ đất nước. Thế thì cái việc này nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến các cháu hiện tại đang học ở nhà trường hiện nay, nói ở Thái Nguyên nói riêng và ở nước Việt Nam nói chung. Thì qua sách báo, qua phương tiện thông tin đại chúng thì các cháu được biết rất là nhiều. Thế thì ông có thể trả lời rất là ngắn gọn để giải tỏa cái thắc mắc này của các cháu. Khi mà các bạn trẻ mà có dịp đi qua Mỹ, đi qua Anh, đi qua các nước châu Âu rồi thì chúng ta phải chấp nhận cái thừa nhận cái sự của cái này nó khác quá, nó tới một cái thế giới nó hoàn toàn khác, cách lập cách sao. Và các cháu nó buồn, nó quê hương, nó nhớ về quê hương, muốn nó có một quê hương cũng thấy được là không phải là không nhớ quê hương đâu, không phải là không có thiệt quê hương đâu, nhưng mà nó thấy được là nó không thể làm được, chưa thể làm là nó bây giờ phải kiếm cơm, phải kiếm quần áo, phải kiếm nhà cửa, phải kiếm cuộc sống cho riêng mình, không á, thì nó phải tìm cách trong vùng này. Cho nên vấn đề ở lại hay ra đi thì lý tưởng thì chắc có lẽ là tôi cho là nó chưa phải là cái lúc mà chúng ta buộc cái tuổi trẻ nó phải giải quyết vấn đề này. Cái vấn đề lý tưởng của nó thì nó tự nguyện. Chứ còn bây giờ mà nếu nó tự nguyện thì nó cũng chưa chắc nó đã làm được cái gì đâu. Nếu nó tự nguyện nó trở về thì chắc nó làm cái gì đâu. Cho nên cái vấn đề này là một thực tế này, chúng ta phải chấp nhận cái giai đoạn lịch sử của nhân vật chúng ta. Để chúng ta nhìn thấy một cái giai đoạn lịch sử của nhân vật thì chúng ta phải chấp nhận. Nhưng mà đừng có bao giờ vì nhân viên bi quan rồi dân tộc chúng ta sẽ có những bước tiến, có những bước tiến dần dần, có những bước tiến nó sẽ lộ rõ hơn, lộ tốt hơn. Và dùng cái quá bi quan về cái việc các cháu nó ở lại không cần thiết có bi quan như vậy. Nhưng mà tôi vẫn tin là cháu nào cũng có tâm hồn của mình, các vị đừng có quá bi quan về cái việc đó cũng sao cả đâu, cứ yên tâm nhé. Và trước khi kết thúc thì có một cái lời đề nghị cho bác Ava là ở quê hương của cháu hiện nay là một những nơi mà có phong trào giáo dục có thể nói là so với mặt bằng chung là thấp và quê hương rất là nghèo. Thế nhưng mà các em học sinh ở đây thì rất là khát sách và khát chữ. Thì có thể đề nghị với lại bác Ava là sẽ bố trí giúp cho chúng cháu một cái buổi khác để chúng cháu tiếp tục được giao lưu với lại bác, được các em học trò nó tiếp tục được tiếp cận với bác ở trong cái khuôn khổ của nhà trường. Và nếu được thì chúng cháu sẽ bố trí thời gian và chúng cháu sẽ tự lấy địa chỉ chúng cháu liên lạc và chúng cháu sẽ đưa lên máy chiếu hình ảnh của bác nói chuyện với lại học trò của Thái Nguyên. Nói đầu tiên hội trưởng là nên có một số cái cuộc giao lưu mang tính chất chính sách cộng đồng lớn trên mạng internet với tôi và cho các cháu, cho có hình ảnh các cháu đưa lên tiếng nói và quay đây nói ngoài này thích quay được quá vậy chứ không của chúng tôi mà trong hệ thống của public của thế giới người ta sẽ theo dõi rất nhiều và người ta sẽ biết đến mình và người ta cũng sẽ có một cái tình cảm dành cho mình và bản thân quý vị cũng là cơ hội để quý vị đứng lên nhận. Cảm ơn ba rất nhiều. Cuối cùng là không biết nói gì hơn, xin rất là trân trọng cảm ơn ông đã giao lưu trò chuyện với thầy và trò của trường tiểu học và trung học cơ sở Thái Nguyên thay mặt cho cán bộ giáo viên học sinh của trường tiểu học, trung học cơ sở Thái Nguyên. Xin trân trọng cảm ơn và gửi tới ông cùng gia đình lời chúc sức khỏe, chúc thành đạt và mong rằng ông sẽ có nhiều cái tác phẩm hay và bổ ích hơn để giúp cho giáo dục Việt Nam, trí tuệ Việt Nam tiếp tục vươn cao. Và một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại ông và người khác. Xin cảm ơn ông.
con em